Trước những phản ứng, thậm chí chỉ trích của khán giả vì những drama tranh cãi nảy lửa giữa các huấn luyện viên trong cuộc thi, dàn huấn luyện viên chương trình The Face Việt Nam 2023 gửi lời xin lỗi khán giả vì những hành động to tiếng. The Face là chương trình được yêu thích khi tìm kiếm ra những gương mặt triển vọng cho làng thời trang Việt Nam. Thậm chí, những gương mặt xuất sắc nhất còn được ban tổ chức hứa hẹn đưa ra thế giới với việc tham gia một số tuần lễ thời trang danh giá như New York Fashion Week, London Fashion Week. Tuy nhiên, trong mùa trở lại năm nay, The Face Việt Nam khiến khán giả bất mãn vì chương trình tràn ngập drama với việc chửi bới nhau không thương tiếc giữa các huấn luyện viên. Và đọng lại trong lòng khán giả bây giờ là những hình ảnh xấu xí của những người tự nhận là chuyên nghiệp của làng mốt. Trong khi đó, công việc chuyên môn là tuyển chọn, đào tạo một gương mặt xuất sắc của làng thời trang thì mờ nhạt. Hơn hết, công chúng nghi ngờ đây là những màn dàn dựng có chủ ý để níu chân khán giả. Cư dân mạng cười ngã nghiêng trước màn ngất xỉu của một thí sinh vì làm việc quá sức, nhưng cư dân mạng cũng bắt trọn hình ảnh người ngất xỉu thì mở mắt, trong khi những thí sinh đứng xung quanh thì che miệng cười. Trước những nghi ngờ của khán giả, các huấn luyện viên khẳng định những mâu thuẫn trong chương trình đều là tình huống thật, cảm xúc thật, không hề diễn theo kịch bản như mọi người suy đoán. Tuy nhiên, việc căng thẳng với nhau đều là do huấn luyện viên gặp nhiều hiểu lầm không đáng có, bị áp lực cuộc thi, cách đấu tranh giải quyết vấn đề khác nhau với chung mục đích phải đưa thí sinh đội mình vào vòng trong. Nói về mối quan hệ với đàn chị sau nhiều rạn nứt trong chương trình, Minh Triệu cho biết không phải chỉ Triệu và Duyên có khúc mắc với hai chị mà đôi khi có khúc mắc với nhau luôn. Triệu muốn khẳng định một lần nữa đã làm nghề đủ lâu và cũng hiểu cuộc chơi là cuộc chơi, mọi thứ chỉ dừng ở đó, cuộc đời thì vẫn sống tiếp. Không phải có nhãn hàng nào đó mời bốn chị em chung thì từ chối, mình phải chuyên nghiệp lên, xuất hiện cùng nhau mới được chứ. Với huấn luyện viên Anh Thư, cô nhận xét bản thân nóng tính, nhưng khi mọi thứ được giải quyết thì sẽ nhanh quên. Cô nói, khi mọi người xem các tập phát sóng, cảm xúc khán giả là mới, nhưng với các huấn luyện viên ở đây đã trải qua lâu rồi. Tất cả những mâu thuẫn khi làm việc là có chứ không phải tự bịa lên, nhưng chúng tôi đã giải quyết xong. Thư rất nóng tính, khi xảy ra sự việc liền thể hiện thái độ ngay lập tức, nhưng khi giải quyết xong thì Thư cũng sẽ quên luôn. Thư thấy chuyện mâu thuẫn cũng là bình thường, các cặp vợ chồng cũng mâu thuẫn mà. Thư cãi nhau với người yêu lần nào cũng đòi chia tay hết, nhưng xong rồi thôi. Quan trọng là sau sự việc đó thái độ chúng ta như thế nào. Nhà sản xuất The Face Việt Nam 2023 cũng lên tiếng, cuộc thi này luôn khốc liệt, cuộc sống chúng ta luôn cần sự chiến đấu để giành những cơ hội cho chính mình nhằm đạt được thành công trong cuộc sống. Các thí sinh hay huấn luyện viên trong cuộc thi cũng như vậy.